50 điểm. Chưa share được screen. À, chủ đề hôm nay cái bài tôi giảng sẽ là cái bệnh giang mai và các cái biểu hiện ngoài da và niêm mạc của HIV/AIDS. Thì có lẽ là cái phần đầu tiên thì tôi sẽ giảng cái phần bệnh giang mai. Thì thực tế là các bạn biết là giang mai nó là một bệnh có xu thế trong những thời gian gần đây ấy, thì nó xu thế tăng lên, thực sự mà nói là như vậy. Trước đây thì khi mà khám bệnh thì thấy cũng rất là ít những trường hợp mà có cái tổn thương của giang mai, và gần đây thì thấy cái đối tượng này tăng lên. Và cụ thể là trong thời gian vừa qua ấy, thì ở trên chỗ phòng hợp tác quốc tế thì có một cái dự án hợp tác với lại bên trường ở bên trường Carolina ở bên Mỹ để làm một cái nghiên cứu về bệnh giang mai. Thì đầu tiên chúng tôi cũng lo lắng là có thể là rất là khó mà có thể lấy được đủ cái số bệnh nhân ấy, nhưng mà trong một thời gian ngắn thì đã lấy đủ bệnh nhân và những bệnh nhân có triệu chứng. Thì để thấy là cái biểu hiện của bệnh giang mai hiện nay nó cũng khá là phổ biến hơn trước, tức là thường gặp hay gặp hơn trước chứ không phải là hiếm. Và giang mai tiềm ẩn thì lại cũng phát hiện được khá là nhiều, mà đấy không chỉ riêng Việt Nam chúng ta mà trên thế giới người ta cũng thấy có cái tình trạng tương tự như vậy. Thì nói về bệnh giang mai thì đây tôi nhắc lại thôi, cái kiến thức này thì các ông anh chị sẽ đã được học ở cái bậc học thấp hơn. Thì về giang mai thì nó là một cái bệnh lây truyền do xoắn khuẩn tên là Treponema pallidum, và đường lây thì giống như là các đường lây qua đường bệnh lây qua đường tình dục khác, nó là quan hệ tình dục, lây đường máu rồi truyền từ mẹ sang con, và đặc biệt là trong thời kỳ mang thai thì truyền tới 80%, và lúc truyền dạ đẻ thì lây qua cái vết xây xước, chảy xước trên da của trẻ cũng như là máu của mẹ. Thì mẹ bị giang mai thì có thể là nguy cơ lây cho con trong quá trình truyền dạ, thì nguy cơ này thì thấp hơn, đa số là lây qua thời kỳ mang thai. Và thời kỳ mang thai thì lây mạnh nhất là thời kỳ mà máu con với máu mẹ hòa với nhau, tầm tháng thứ tư thứ năm ấy. Bệnh diễn biến rất là nhiều năm và có thể cả đời, và có lúc thì rầm rộ và có thời kỳ thì im lặng. Và chúng ta đa số là chúng ta thấy bệnh nhân là thời kỳ im lặng, tức là khi xét nghiệm máu rồi lúc đó mới phát hiện ra là có giang mai. Và nếu mà không được điều trị thì sẽ có những cái tổn thương sâu và phủ tạng, và đặc biệt là về tim mạch, thần kinh trung ương, và đây là biến chứng và hình thái lâm sàng thì các bạn biết rồi. Giang mai thì rất là đa hình thái, nhiều hình dạng khác nhau, các cái biểu hiện lâm sàng rất là đa dạng và rất rất là dễ nhầm với một số bệnh khác. Vì vậy cho nên là những trường hợp mà chúng ta nghi ngờ có tổn thương da và chúng ta nghi ngờ thì, hoặc là ở những cái đối tượng mà có hành vi nguy cơ, thì chúng ta cũng nên là thử giang mai. Và chúng ta biết rồi, bệnh thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe bệnh nhân, và thậm chí là ảnh hưởng đến thế hệ sau nữa, đặc biệt là truyền giang mai bẩm sinh, có thể là gây cho bệnh nhân những cái biến chứng khi mà có những tổn thương ở thần kinh trung ương chẳng hạn, rồi tổn thương ở tim mạch, có thể phình mạch gây vỡ, hoặc là có thể gây tổn thương thần kinh trung ương và gây tử vong, hoặc là gây tàn phế suốt đời. Và đây là cái hình con xoắn khuẩn giang mai, chúng ta thấy là nó có những vòng xoắn rất là đều đặn. Nó có những vòng xoắn rất là đều đặn và từ 6 đến 14 vòng, và nó rất đều nhau. Nó khác với con vi khuẩn xoắn khuẩn khác, ví dụ con xoắn khuẩn Leptospira thì thường là chúng ta thấy là cái vòng xoắn của nó dài hơn, nó to hơn, thế và nó không đều. Thế còn con này thì nó rất là đều,
bạn nhìn trên màn hình rất là thấy rất là đều, và nó có cái ba cái kiểu di động, tức là di động theo kiểu vặn ốc, giúp xoắn quẩn tiến hoặc lùi, hoặc là qua lại như quả lắc đồng hồ, hoặc là có thể lượn sóng. Và sức đề kháng của nó thì rất là yếu, nó ra khỏi cơ thể thì không sống trong vài giờ. Và những cái điều kiện như là khô thì nó sẽ bị chết nhanh chóng, còn ẩm ướt thì nó sống dài hơn, hoặc là trong nước đá thì nó vẫn giữ được cái hoạt tính di động. Còn nhiệt độ thì đối với nhiệt độ cao 56 độ C đã chết trong 15 phút. Cho nên là cái chuyện mà lây giang mai gián tiếp qua quần áo, đồ dùng vật dụng thì nó quá là hiếm, hầu như không thể lây như vậy. Thế và những cái sát khuẩn chúng ta vệ sinh thông thường thì có thể là diệt xoắn khuẩn được. Thế còn trừ những trường hợp là da và niêm mạc tiếp xúc trực tiếp mà nó có thể lây truyền qua cái vết xước, chảy xước đó thì nó sẽ lây. Thế và nguồn bệnh thì cái bệnh này nó chỉ ở người thôi, đúng không ạ? Đấy, nguồn bệnh là người mắc bệnh giang mai, kể cả giang mai kín, và đặc biệt là những giang mai kín sớm thì nó lây rất là mạnh. Đấy, còn các cái tổn thương trên da thì nó có rất là nhiều vi khuẩn. Đấy, vì vậy là đặc biệt là giang mai 1 và giang mai 2 ấy, thì nó có tổn thương ở trên da và nó lây rất là mạnh. Đấy, còn thời kỳ lây truyền mạnh nhất là thời kỳ thứ nhất và thời kỳ thứ hai, khi có cái tổn thương về da và niêm mạc. Đường lây cũng là ba cái đường chính, lây trực tiếp từ người sang người bệnh sang người lành, lây truyền trực tiếp, chứ không có lây giống như tôi nói là dây lây gián tiếp và lây qua đồ dùng vật dụng, nó không có. Trong một số tài liệu người ta có nói là có những cái tình trạng là có cái tình huống là xưa người đạo Hồi ấy, người ta hay làm lễ ở thánh đường ấy, thì có bệnh nhân có cái tổn thương ở vùng trán ấy, thì người ta làm lễ thì người ta để cái trán vào cái vị trí đó. Người bệnh người khác là không có bệnh nhưng mà có cái tổn thương ở cái vùng trán, thế thì cái con vi khuẩn giang mai nó ở đó trong một thời gian rất là ngắn. Là cái người lành kia mà có cái vết xước ở vùng trán ấy thì nhiễm. Thì đấy là trường hợp cực kỳ là hy hữu, để thấy là nó có lây như vậy nhưng mà rất là hiếm gặp trong trường hợp để tiếp xúc rất là ngay, gần như là ngay sau khi cái xoắn khuẩn thải ra bên ngoài cơ thể. Đấy, mà cái nồng độ xoắn khuẩn thì cao nhất trong 2 năm đầu, cho nên là 2 năm đầu tiên là 2 năm mà lây nhiễm mạnh, và người ta phân chia để điều trị và phân chia để đánh giá cái độ nguy cơ thì cũng phân ra là giang mai sớm là trong 2 năm đầu tiên. Đấy, thì còn sau 2 năm thì nó lây, có lây nhưng lây ít hơn, và thậm chí người ta còn gọi là không lây, giang mai muộn không lây. Nhưng thực ra là nó có lây nhưng dân lây rất ít. Thì xoắn khuẩn giang mai chỉ gây bệnh ở người thôi. Đấy, mọi người lưu ý là như thế. Đấy, và từ người bệnh sang người bệnh, đấy, người bệnh sang người lành, và nam với nữ thì đều có nguy cơ như nhau nếu quan hệ tình dục không an toàn và đáp ứng miễn dịch. Thì một số bệnh thì nó có miễn dịch qua được bao nhiêu tháng đấy, đúng không? Hoặc là bao nhiêu năm đấy, hoặc có thể là thậm chí là vĩnh viễn. Nhưng mà riêng cái con giang mai này thì nó lại không có miễn dịch, mà cứ tiếp xúc rồi lại bị, đấy, nếu quan hệ không an toàn khỏi rồi lại tái nhiễm lại. Đấy, đấy là một cái chúng ta rất là lưu ý trong trường hợp là có những cái đôi vợ chồng hoặc là những cái đôi mà sống chung chẳng hạn, có quan hệ tình dục, thì không phải là anh này bị rồi thì xong rồi có miễn dịch thì không sợ lây, không phải như vậy. Về lâm sàng thì người ta sẽ phân giang mai làm 2 loại, là loại mắc phải và loại bẩm sinh. Là mắc phải thì chủ yếu là do quan hệ tình dục với người bệnh. Đấy, thì nó gồm các cái thời kỳ là thời kỳ giang mai mới và lây, người ta gọi là giang mai mới và lây, thì nó gồm có là giang mai 1, giang mai 2, giang mai kín sớm trong 2 năm đầu. Đấy, và giang mai muộn, người ta gọi là không lây nhưng thực ra là có lây nhưng mà lây ít, tức là giang mai trên 2 năm, từ năm thứ 3 trở đi, thì nó gồm có giang mai kín muộn và giang mai thời kỳ thứ 3. Đấy. Và một loại nữa là giang mai bẩm sinh, thì có phân ra làm giang mai bẩm sinh sớm và giang mai bẩm sinh muộn.
Thì cái biểu hiện của giang mai bẩm sinh sớm thì nó cũng giống như là giang mai hai, giang mai mới ấy, giang mai mới và lây, tức là trong 2 năm đầu. Còn giang mai bẩm sinh muộn thì nó cũng có biểu hiện giống như là giang mai thời kỳ muộn mà không lây, trên 2 năm ấy. Về đặc điểm giang mai thời kỳ 1 thì đặc điểm của nó là đây là một cái thời kỳ xoắn khuẩn xâm nhập tại chỗ qua hệ thống mạch máu lan ra toàn thân. Chúng ta biết là nó lây qua những cái vết cháy xước niêm mạc. Thì khi mà xoắn khuẩn xâm nhập vào, thông thường là bị ở các cái vùng sinh dục. Thế khi xoắn khuẩn xâm nhập vào ấy, thì cái cơ thể chúng ta sẽ phản ứng, phải không ạ? Phản ứng các cái hệ thống bảo vệ của cơ thể nó sẽ đến và khư trú cái tổn thương lại. Thì lúc đó là cái miễn dịch của cơ thể còn rất là tốt và nó sẽ khư trú được tổn thương, và tổn thương này thì nó ở tại cái vị trí xâm nhập của xoắn khuẩn thôi. Đấy, và sau đó thì có xoắn khuẩn sẽ đi vào hệ thống mạch máu và nó vào vùng hạch, và thường là sẽ cái tổn thương này thì nó rất là nông ở trên da. Đấy, và nó chứa rất nhiều xoắn khuẩn và bệnh nhân thì không đau đớn gì cả và vẫn có thể vẫn quan hệ tình dục. Và thực ra là rất nhiều bệnh nhân không để ý đến cái vết chợt đó. Đấy, bởi vì nó không có triệu chứng gì cả. Đặc biệt là ở nữ giới thì chẳng biết gì để mà chú ý, và vẫn quan hệ tình dục thì vẫn tiếp tục lây lan. Và cái thời kỳ ủ bệnh của cái giai đoạn này thì nó khoảng 3-4 tuần và diễn biến trong vòng 2-3 tháng. Thế thì đặc trưng của nó là cái vết loét hoặc là vết chợt ấy, gọi là xăng, thì là cái từ xăng gọi là từ rất là điển hình đặc trưng cho giang mai thời kỳ 1. Nó có đặc trưng xăng và hạch. Thế xăng thì nó là một cái vết chợt nông hình tròn hay bầu dục không ngờ cao lên và màu đỏ thịt tươi nền cứng. Nhiều khi chúng ta gặp cái trên cái tổn thương xăng cực kỳ là điển hình. Đấy, và vị trí thường ở niêm mạc sinh dục. Thế và ngoài ra có thể gặp ở miệng, môi, lưỡi. Đấy, và cứ xăng ở đâu thì hạch nó xuất hiện ngay cạnh đấy, là do cái cơ chế như tôi đã trình bày, là do các cái hạch phản ứng viêm, và lúc đó là vi khuẩn nó xâm nhập vào cái vùng bạch huyết và nó vào cái hạch đó. Và cái hạch trong đó nó có một cái hạch to nhất là hạch chúa. Cái hạch này là cái hạch mà chủ yếu là cái con vi khuẩn nó vào cái hạch đó. Thế và cái hạch nó phản ứng nó viêm lên, và các cái hạch xung quanh cũng phản ứng cũng viêm theo. Và cái hạch này thì chứa nhiều xoắn khuẩn và thường là nó sẽ không có đau, không hóa mủ và di động dễ. Và cũng thực ra là nó cũng không đau. Vậy cho nên là bệnh nhân có thì thể cũng chẳng để ý. Đấy. Nếu mà khi mà chúng ta soi tươi ấy, soi kính hiển vi nền đen thì sẽ thấy là xoắn khuẩn. Hoặc là có thể soi nhuộm phông tân natri bông đô, là gọi là nhuộm thấm bạc, thì nó sẽ có nhìn thấy xoắn khuẩn giang mai. Thế và một cái xét nghiệm nữa đó là xét nghiệm huyết thanh, thì có thể thử là các cái phản ứng không đặc hiệu là RPR, VDRL hoặc là các cái test nhanh, rồi có thể các cái test đặc hiệu nữa thì thường là dương tính, nhưng có thể là trong trường hợp mà sớm quá thì nó là âm tính, bởi vì lúc đó là nó chưa thể hiện đầy đủ cái nó chưa kịp dương tính thì nó sẽ có âm tính giả. Và đây là những tổn thương xăng giang mai, chúng ta thấy là những vết chợt, gọi là chợt thì không đúng, nó loét gọi là loét nông thì đúng hơn, tại vì nó mất cái phần một phần mình nhìn những cái vết này thì nó hơi sâu một chút, nhưng mà mô tả y văn thì nó là vết chợt và nó không để lại sẹo. Đấy, đây nó chợt hơi sâu một chút, và nó những cái này thì chúng ta khi mà chúng ta bóp vào cái nền của nó thì nó sẽ rất là cứng, bởi vì nó thâm nhiễm các cái tế bào tương bào. Đó. Thì nếu mà ở sinh dục thì có hạch bẹn một bên thôi, còn nếu ở vùng lưỡi, vùng miệng thì nó cũng chỉ có hạch dưới hàm ở một bên thôi, và trong đó có hạch chúa. Thời kỳ thứ hai, đây là một cái thời kỳ nhiễm trùng máu, tức là vi khuẩn sau khi vào hạch này, khi mà hạch chúa như vậy mà sau đó cơ thể nó gọi là cái sự khư trú tổn thương nó không thành công được nữa, và cái con xoắn khuẩn nó nhân lên nhiều thì nó sẽ lan tràn vào, nó vào đường máu. Thế và khi vào máu rồi thì nó sẽ đi khắp nơi trong cơ thể, vào các cơ quan phủ tạng. Nhưng mà cái thời kỳ này thì nó chưa phá hủy tổ chức nên có thể phục hồi hoàn toàn, bởi vì nó mới, nó đang nông chứ không phải chưa phải ăn sâu vào. Và thực sự là người ta nói là bệnh nhân thì thực sự là chưa nguy hiểm với cho bản thân bệnh nhân. Đấy, bởi vì nó chưa xâm nhập sâu vào, nhưng mà nó nguy hiểm cho xã hội, bởi vì là đây thời kỳ mà gọi là thời kỳ ở đỉnh điểm ấy, là con xoắn khuẩn giang mai có ở trong máu cũng như là tổn thương, cho nên là nó rất là dễ lây lan. Về đặc điểm của thời kỳ này thì nó bắt đầu khoảng 6-8 tuần từ khi có xăng,
68 tuần tính khi có xăng, tức là khoảng từ khi mà thời kỳ đầu thì ủ bệnh 3-4 tuần đúng không? 3-4 tuần thì bắt đầu có xăng. Có xăng thì ở đây thì 6-8 tuần thì nó sẽ từ lúc có xăng đến lúc biểu hiện thời kỳ 2 nó 6-8 tuần. Thì có nghĩa là tầm khoảng độ 3 đến 4 tháng từ lúc quan hệ. Từ lúc quan hệ với cái có cái tác nhân, có cái mầm bệnh nó vào cơ thể. Tầm 3-4 tháng thì có thể nó phát triển thành ra mai thời kỳ 2 rồi. Thế và biểu hiện của nó là các cái đào ban là những cái rát hồng giải rác ở thân mình, có thể là bàn tay bàn chân nhưng mà đa số ở thân mình, và cái rát này thì nó cũng giống như cái phát ban khác, nó không đặc hiệu và nó không ngứa ngáy gì cả. Đấy. Thế nhưng mà cái mà ở bàn tay bàn chân ấy thì là cái ít gặp hơn nhưng mà nó rất là đặc hiệu. Khi chúng ta thấy bệnh nhân trên cơ thể một thanh niên khỏe mạnh mà có hành vi nguy cơ mà trên thân mình có những cái ban đỏ và bàn tay bàn chân cũng có những cái ban đỏ thì mình cũng phải cảnh giác, mình phải test xem có giang mai hay không. Và triệu chứng thì có thể có triệu chứng khó chịu nhưng nhiều khi là nó không, nó có thể lẫn với nhiều bệnh khác, ví dụ như cao huyết áp, sốt, đau đầu, đau cơ, đau khớp, chán ăn thì nó có thể lẫn với rất là nhiều bệnh khác. Thế mà thường là chúng ta hay bỏ qua những cái giai đoạn đó và bệnh nhân cũng để ý, và chúng ta rất là ít khi mà bắt được bệnh nhân trong những tình huống đó. Và cái sẩn có thể có cái biểu hiện là sẩn rất là nhiều hình thái, màu đỏ hoặc thâm nhiễm, có thể có viền vẩy xung quanh gọi là viền vẩy BF, hoặc là giống dạng vẩy nến, hoặc là giống trứng cá, hoặc là sẩn hoại tử. Thì những cái này hình thái nó rất là đa dạng, nếu mà chúng ta không nghĩ đến thì chúng ta cũng sẽ bỏ sót. Hoặc là các sẩn phì đại hay gặp ở hậu môn sinh dục, rồi viêm hạch lan tỏa, rồi viêm hạch lan tỏa, và có thể rụng tóc nữa, rụng tóc kiểu rừng thưa, tức là rụng lưa thưa chứ không phải là rụng từng đám. Đấy, có thể là viêm màng não, thần kinh vân vân. Thì những cái này đều là không đặc hiệu cả. Thế và đây là những tổn thương của thời kỳ thứ hai, đào ban này là lưng là đào ban, còn sinh dục là có sẩn. Chúng ta hết sức là cảnh giác phân biệt với sẩn của ghẻ đấy. Ghẻ thì ở nam giới thì những trường hợp như thế này thì kiểu gì nó cũng phải có ngứa. Nhưng bệnh nhân không ngứa thì chúng ta phải thử ngay giang mai. Và những tổn thương ở lòng bàn tay, bàn chân. Đây là những cái tổn thương lòng bàn tay, bàn chân. Và cái tổn thương này rất là giống với nấm da hoặc là vẩy nến này. Đấy, thì cái này nó đặc trưng là nó không ngứa gì cả. Nó không ngứa và bóp ở cái nền của nó thì nó cứng. Đây là những cái vị trí tổn thương có thể gặp. Bàn tay, bàn chân, ở sinh dục, ở trong niêm mạc, rồi có thể là trên đầu thì rụng tóc. Và giai đoạn nữa đó là giai đoạn giang mai tiềm ẩn hoặc là giang mai kín, thì nó sẽ không có biểu hiện lâm sàng và chẩn đoán là nhờ xét nghiệm huyết thanh. Và đa số chúng ta gặp bệnh nhân ở cái thời kỳ này thì tình cờ phát hiện ra, đa số là như vậy. Và được chia thành hai giai đoạn theo mục đích điều trị là kín sớm và kín muộn. Kín sớm thì trong 2 năm đầu tiên đấy, gồm cả giang mai 1, giang mai 2 và giang mai kín trong 2 năm đầu tiên. Thì rất nhiều trường hợp bệnh nhân của chúng ta là không biết là khi nào cả, chỉ khi là chúng ta xét nghiệm thì lúc đấy mới thấy phát hiện ra là dương tính thôi. Thế còn khi hỏi lại thì một số bệnh nhân thì có thể là kể lại thì chúng ta nắm được là có thể thời kỳ đó là cái thời kỳ mà giang mai 1, giang mai 2 đã qua rồi. Thì còn có những bệnh nhân thì hoàn toàn là không có biểu hiện gì cả. Đấy, mà cũng rất là khó mà có thể phát hiện được là bệnh nhân là chính xác là mắc từ khi nào. Nếu có những bệnh nhân thì khai thác được tiền sử thì chúng ta sẽ tính được là bệnh nhân đó là giang mai kín, nhưng mà giang mai kín trong sớm hay là kín muộn. Đấy. Thế thì đối với giang mai kín muộn thì thường là sau 2 năm và có lây nhưng mà hiếm khi lây. Đấy. Thế và nếu mà bệnh không được điều trị trong giai đoạn này thì có thể chuyển sang giai đoạn 3. Giai đoạn 3 là giai đoạn mà nó ăn sâu và phá hủy tổ chức, gây nên những di chứng không hồi phục và thậm chí là tử vong. Mà nếu mà thai phụ thì sẽ vẫn có khả năng sinh ra con bị giang mai bẩm sinh. Và thời kỳ này bắt đầu từ năm thứ ba thì khoảng 3 đến 15 năm sau những triệu chứng của giai đoạn 1. Đấy, và có thể kéo dài đến 10 năm đến 40 năm với các cái biểu hiện như là gồm ở da, cơ xương, tổn thương tim mạch, tổn thương thần kinh, vân vân. Thực sự mà nói là trong
Mấy chục năm tôi làm nghề thì tôi cũng chưa gặp những tổn thương tim mạch và thần kinh thực sự là như vậy, hoặc là có thể chúng ta bỏ sót hoặc là chúng ta không phối hợp được để mà có thể chẩn đoán được những cái tổn thương do giang mai. Rồi những cái gôm này cũng vậy, do gôm ở trên da thì ngày xưa thì có gặp một vài ca thì có cái gôm ở trên da, còn ở cơ với xương thì rất là khó, thực sự mà nói là như vậy, thì cái đó thì chẩn đoán quá khó. Và khi cái gôm với lại cái ở trên da nó vỡ ra nó loét thì nó sẽ rất như giống như là nó có thể nhầm với các cái gôm loét khác, ví dụ như là lao da chẳng hạn. Lao da thì gôm lao loét thì thường là cái bờ của nó sẽ nham nhở hàm ếch và nó màu tím, ở dưới nó đầy mủ. Thế còn gôm do nấm thì thường là các cái gôm nấm thì nó sẽ tiến triển cũng theo bốn cái giai đoạn là cứng rồi mềm rồi vỡ và loét. Thì cái gôm nấm đấy thì thường là nó sẽ là nấm sâu và nó sẽ đi theo cái đường mạch mạch, thường là cái nhóm gọi là sporotrichosis thì nó đi theo đường mạch mạch. Thế còn cái gôm trong giang mai mà loét thì nó loét như này, nó trong sách còn mô tả là nó tròn như vẽ compa nhưng mà thực sự là nó chỉ như này thôi, chúng ta thấy là cái bờ của nó rất là đều nhau và đáy nó sạch, đáy nó sạch, mà nếu mà kết hợp với xét nghiệm giang mai dương tính thì mới chẩn đoán, chứ còn nó cũng khá là khó, hoặc là mình loại trừ các cái loét khác. Đây cũng vậy, những cái gôm như thế này, cái gôm này thì nó tròn và nó tròn bờ rất là rõ, nó chưa loét sâu. Còn có thể có những cái gôm trong tim mạch, tim mạch thì gọi là giang mai tim mạch đấy, nó xảy ra muộn từ 10 đến 30 năm và biến chứng thì nó gặp là gây ra phình động mạch, rồi nó phình mạch vỡ và có thể gây tử vong nhanh chóng. Rồi giang mai tủy sống và não gây viêm mảng não thì nó có thể xuất hiện rất là muộn và nó có thể là gây ra những cái xuất huyết ở trong não và có thể là gây ra những cái biến chứng tàn tật cho bệnh nhân. Đối với giang mai bẩm sinh thì khi mà mẹ mắc giang mai thì lây cho con vào tháng thứ tư thứ năm của thai kỳ. Thì ở đây biểu hiện là của giang mai hai là nó thai khi mà bị lây ấy, thì nó sẽ chết lưu, đẻ non hoặc là tử vong sau sinh. Và những người mà phụ nữ mà có cái huyết thanh giang mai dương tính ấy, thì rất là khó mà thụ thai đấy. Thông thường là như vậy, nếu mà người ta ở trong cái thời kỳ, đặc biệt là thời kỳ giang mai 2, rất là khó thụ thai. Nếu mà nặng thì thường là sẽ gây sảy thai liên tiếp. Rất nhiều bệnh nhân ở trên phụ sản đi khám vô sinh hoặc khám sảy thai thường là thấy sảy liên tiếp, thì lúc đấy mới phát hiện ra là có bị giang mai. Thì thường là những cái thời kỳ đầu tiên đấy là khi mà giang mai còn đang cái huyết thanh, giang mai trong huyết thanh còn nhiều như vậy thì cái nó nặng thì nó sẽ đào thải luôn và không thụ thai được. Còn khi thụ thai được thì dễ sảy sảy non rồi sảy thai liên tiếp. Thế và khi mà qua cái giai đoạn thụ thai được rồi thì mang thai được rồi thì đến tháng thứ tư thứ năm thì bắt đầu lây sang cho thai nhi đấy, và nếu mà lây mạnh thì sẽ gọi là thai chết lưu, đẻ non được từ vòng sơ sinh, mà đẻ ra được thì nó có thể là mắc, nếu sinh ra được thì sẽ mắc giang mai bẩm sinh. Thì giang mai bẩm sinh sớm là trong 3 năm đầu, và thường là 3 tháng đầu thì sẽ có những biểu hiện là bọng nước bàn tay bàn chân, sổ mũi khụt khịt, viêm xương sụn là giả liệt baro, tức là do viêm xương sụn làm cho đứa trẻ nó đau, nó không dơ lên được thì gọi là giả liệt. Thế còn toàn thân thì da nhăn nheo, bụng to, tuần hoàn bằng hệ gan lách to. Thế thì cái này ấy, thường là những trường hợp nặng. Còn có rất nhiều trường hợp đứa trẻ đẻ ra hoàn toàn là cân nặng bình thường và không có biểu hiện, chỉ số mũi cụt khịt thôi, hoặc là chỉ đó lúc đó là chúng ta thấy là xét nghiệm mà dương tính. Thế còn một loại nữa là loại giang mai bẩm sinh muộn, tức là sau 2 năm kéo dài, sau 2 năm và cái sẽ có cái tổn thương là viêm giác mạc, sợ ánh sáng, điếc lác, thủng vòm miệng, mũi tẹt, chán rồi. Thì đây là những cái tổn thương của cái giang mai muộn mà nó ăn sâu và phá hủy tổ chức. Xin lỗi đi. Hello, yes madam.
Xin lỗi các bạn, tôi có cái cuộc gọi nó hơi quan trọng một chút, thực ra cô đấy nha. Cái răng mai ba thì là đấy là răng mai của răng mai muộn ấy, thì chính là răng mai biểu hiện của răng mai ba đấy. Đây về phân loại, thì Tổ chức Y tế Thế giới năm 2017 và cũng như là cái hướng dẫn của Việt Nam hay của Bộ Y tế thì phân như này, không phải sơ phát với lại tái phát gì cả. Alo, Mi à? Phân ra làm hai cái rất là đơn giản để mọi người có thể là điều trị và nó không lằng nhằng gì cả, nó rất là đơn giản. Tức là răng mai sớm là gồm răng mai 1, răng mai 2 và răng mai kín dưới 2 năm. Còn răng mai muộn là răng mai trên 2 năm, nó gồm răng mai kín muộn và răng mai 3. Thế và thậm chí là răng mai không có triệu chứng lâm sàng hoặc là không rõ thời gian mắc thì chúng ta xếp vào là răng mai muộn. Mà cái trường hợp, cái tình huống là không rõ thời gian mắc là chúng ta thấy gặp khá là nhiều. Đấy, và ở đây thì về xét nghiệm để chẩn đoán thì có xét nghiệm trực tiếp và gián tiếp. Xét nghiệm trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp thì là tìm xoắn khuẩn răng mai tại tổn thương. Thì bệnh phẩm là ở niêm mạc, ở hạch, trong răng mai 1 và răng mai 2 và răng mai bẩm sinh sớm. Thì cái hạch ấy thì thường ở trên niêm mạc thì các bạn biết rồi đúng không? Còn ở hạch thì thông thường người ta sẽ bơm sơ lanh một ít nước muối sinh lý vào hạch, xong người ta day và người ta hút cái đấy ra và lấy soi trên kính hiển vi nền đen thì sẽ thấy là cái con vi khuẩn nó phát sáng như thế này và nó di động rất là mềm mại. Và một phương pháp nữa đó là nhuộm Fontana Tribondo thì sẽ thấy là cái con xoắn khuẩn răng mai nó cũng rất là mảnh và nó bắt màu bạc. Thế còn có thể làm phản ứng khuếch đại gen thì có thể âm tính giả trong trường hợp là xoắn khuẩn ít hoặc là đã dùng kháng sinh, thì con xoắn khuẩn răng mai nó dễ là, rất là nhanh chết, hoặc là có thể dùng thuốc bôi tại chỗ thì cái tổn tại tổn thương nó đã sạch cái xoắn khuẩn, và lúc đó thì nếu mà chúng ta chỉ dựa vào cái xét nghiệm trực tiếp thôi thì sẽ bỏ sót. Đấy, và một cái loại nữa là xét nghiệm gián tiếp. Gián tiếp thì nó sẽ gồm mà xét nghiệm đặc hiệu và không đặc hiệu. Không đặc hiệu có nghĩa là cái kháng thể, phát hiện kháng thể kháng các yêu lipin, là cái này không đặc hiệu với răng mai, bởi vì chúng ta cái này là cái kháng thể giống như là cái kháng lại kháng nguyên tim B bò đấy. Và sinh phẩm xét nghiệm thì cái xét nghiệm RPR là như ở viện Da Liễu đang làm, rồi VDRL nó cùng một nguyên lý là cái kháng nguyên là cái kháng nguyên của tim B bò đấy. Và ưu điểm của nó là kết trả kết quả rất là nhanh, bởi vì nó là cái phản ứng kết hợp kháng nguyên kháng thể thôi. Và nó không đắt, rất là rẻ tiền. Và cái này thì thường người ta sẽ dùng để theo dõi đáp ứng điều trị. Và nó dương tính sau 10 đến 15 ngày xuất hiện, sau khi xuất hiện xăng, và tức là 6 tuần sau khi nhiễm. Vì vậy cho nên là nó có một cái giai đoạn cửa sổ khi mà từ lúc mà bệnh nhân nhiễm cho đến lúc mà phát hiện được dương tính thì nó còn vài tuần đấy. Và đạt đỉnh trong 1-2 năm và dương tính yếu ở giai đoạn muộn. Còn nếu mà bệnh nhân xét nghiệm âm tính thì chúng mà có hành vi nguy cơ thì chúng ta sẽ làm lại xét nghiệm sau 2 đến 4 tuần. Mà sau 3 tháng âm tính thì chúng ta không cần theo dõi nữa. Là lúc đó là sau 3 tháng âm tính thì có nghĩa là bệnh nhân âm tính thật. Đây là cái nguyên lý của phản ứng là kết hợp kháng nguyên kháng thể. Giảm rất là đơn giản thôi, các bạn đi lâm sàng thì biết rồi đúng không? Về cái RPR ấy thì nó sẽ dương tính là nó thể hiện là hiện mắc răng mai, dương tính giả là trong trường hợp viêm nhiễm virus cấp này, sốt rét rồi sau tiêm chủng vân vân, thì có một số cái dương tính giả thì thông thường là cái dương tính đảo giả, nó dương tính rất là thấp, hiệu giá kháng thể rất thấp và dương tính yếu đấy. Thế còn nếu mà khi âm tính thì khẳng định là không mắc bệnh hoặc là răng mai đã điều trị khỏi. Âm tính giả trong răng mai trong giai đoạn đầu tiên và một số trường hợp răng mai muộn và cái hiện tượng prozon thì đấy là cái tình huống của phản ứng RPR. Thế cái xét nghiệm không đặc hiệu thì chúng ta sẽ dùng để theo dõi điều trị. Chúng ta không dùng cái TPHA, cái xét nghiệm đặc hiệu để theo dõi điều trị đâu ạ, mà người ta sử dụng cái này. Thế và cái hiệu, nếu mà điều trị hiệu quả thì cái hiệu giá kháng thể nó sẽ giảm đi.
Nếu còn nếu không đáp ứng với điều trị thì hiệu giá kháng thể sẽ tăng lên. Còn có thể thay đổi tăng hoặc giảm trên 4 lần thì có nghĩa là có cái sự thay đổi có ý nghĩa giữa hai lần xét nghiệm liên tiếp. Và lưu ý là cái xét nghiệm này phải cùng một cái phương pháp và cùng một labo, chứ không phải là xét nghiệm ở nơi này xong lần sau xét nghiệm nơi khác thì nó cái chỉ số nó khác đi, thì là không phải dùng cái chỉ số để đánh giá, mà chúng ta sẽ phải cùng một cái labo, lưu ý là như vậy ạ. Thế và nếu hiệu giá kháng thể chỉ thay đổi dưới 2 lần thì là nó không có ý nghĩa. Đấy, lưu ý ạ. Đấy, ví dụ như là một bệnh nhân mà đến với chúng ta tháng trước tiêm xong rồi, hoàn thành điều trị rồi, tháng trước mà cái hiệu giá kháng thể của nó là 1/64 chẳng hạn, thì 2 tháng sau hoặc là 1 tháng sau thì chúng ta xét nghiệm lại cho bệnh nhân nó vẫn 1/64 hoặc là thậm chí là 1/128, tức là tăng gấp đôi lên, thì nó không có ý nghĩa gì hết. Mình không chứng minh, không nghĩ, tức là chúng ta không không coi nó là dương tính là phải điều trị lại đâu, mà chúng ta phải theo dõi nó phải thay đổi gấp 4 lần. Thế mà sử dụng cái xét nghiệm không đặc hiệu, tức là RPR, cụ thể là RPR đấy, thì là dùng để sàng lọc, dùng để chẩn đoán bệnh nhân là giang mai 2 thì dương tính 100%, giang mai muộn có thể âm tính, và giang mai 1 thì 50% dương tính. Thì các bạn biết là giang mai 1 nó có giai đoạn cửa sổ đấy, và dùng để theo dõi điều trị. Đấy là giá trị của cái xét nghiệm không đặc hiệu. Còn xét nghiệm đặc hiệu đó là sử dụng kháng nguyên là sắn khuẩn giang mai để phát hiện kháng thể đặc hiệu, kháng thể kháng lại cái con sắn khuẩn giang mai đấy. Và sinh phẩm xét nghiệm của nó là phản ứng TPHA rồi TPPA. Ở da liễu trung ương thì chủ yếu là dùng TPHA và test nhanh. Test nhanh chúng ta hay làm đấy là chính là cái test đặc hiệu đấy, tức là sắn khuẩn, cái kháng nguyên là sắn khuẩn giang mai, mà nó dương tính sau 1 đến 2 tuần sau khi xuất hiện sạm. Dương tính sớm hơn là cái RPR, và thường là dương tính suốt đời 85%. Các bạn lưu ý cái chi tiết này để mà chúng ta tư vấn cho bệnh nhân, chứ nếu không cứ thấy dương tính là điều trị là không được. Test TPHA là cái ngưng kết hồng cầu thụ động và sẽ đánh giá dương tính khi mà tỷ lệ cái hiệu giá kháng thể là trên lớn hơn hoặc bằng 1/80. Nhưng nếu dương tính yếu thì cũng không đánh giá là dương tính. Và dùng để khẳng định chẩn đoán sau khi xét nghiệm không đặc hiệu dương tính, tức là RPR là dương tính, thì sau đó chúng ta dùng TPHA, thì nếu nó dương tính thì chúng ta khẳng định. Còn dùng để sàng lọc truyền máu và chẩn đoán giang mai 3 khi xét nghiệm không đặc hiệu âm tính. Và cái này là không, lưu ý là không sử dụng để theo dõi điều trị và đánh giá tái nhiễm. Thì đây là những cái tỷ lệ mà các cái phản ứng các cái test nó dương tính thời kỳ nào. Thì chúng ta thấy là những cái thời kỳ đầu tiên thì là cái thời kỳ dương tính rất là cao, và đặc biệt là cái phản ứng không đặc hiệu ấy, thì nó rất là cao ở thời kỳ thứ hai đấy, tầm 3-4 tháng sau khi mắc bệnh, sau khi nhiễm, và nó giảm dần theo thời gian nếu mà điều trị. Còn khi mà không điều trị thì nó vẫn cứ giữ nguyên, nó vẫn hiệu giá kháng thể vẫn rất là cao, còn TPHA thì nó không giảm được, thật phản ứng đặc hiệu nó không giảm được. Vì vậy cho nên người ta không dùng để theo dõi cái đáp ứng điều trị bằng gọi là sử dụng các cái test đặc hiệu để gọi là theo dõi điều trị. Còn đây là những cái test nhanh giang mai thì làm rất là đơn giản, và nó có độ nhạy, độ đặc hiệu khá là cao, có thể dương tính giả trong trường hợp là ghẻ cóc rồi các cái một số cái bệnh do sán khuẩn khác. Đây thì ở đây thì có một cái điểm là Tổ chức Y tế Thế giới họ cập nhật và cái bộ gọi là cái hướng dẫn của Bộ Y tế của chúng ta năm 2021 thì dựa vào cái hướng dẫn của WHO năm 2017 thì phân định rõ là cái xét nghiệm sàng lọc là dùng test nhanh giang mai, mà người ta khuyến cáo là nên dùng các test nhanh kép là HIV và giang mai. Cái này ở cộng đồng người ta dùng rất là nhiều, đặc biệt là nhóm MSM ấy, thì người ta sẽ sử dụng cái test nhanh này tại vì nó khá là đặc hiệu. Thế và ở bộ cái hướng dẫn cũ của Bộ Y tế thì không nhìn nhắc đến test nhanh, lúc đó có lẽ là nó chưa cập nhật. Rồi còn ở đây người ta chỉ kỳ liệt kê các xét nghiệm mà không nói rõ là cái nào sàng lọc, cái nào khẳng định và giá trị của từng loại. Đấy thì xét nghiệm khẳng định là khi mà chúng ta ở trên một cái vùng có tỷ lệ giang mai
thấp mà lại cái xét nghiệm đó dương tính thì người ta thường là người ta dùng để gọi là không có điều kiện thì chúng ta sẽ làm test nhanh và điều trị luôn. Về phần điều trị thì hướng dẫn của quốc gia, tức là của Bộ Y tế cập nhật năm 2021 thì dựa vào cái hướng dẫn của WHO năm 2017. Thì cái cập nhật của WHO năm 2021 thì nó không có gì khác. Thì phác đồ ưu tiên điều trị đối với giang mai sớm là chúng ta sẽ điều trị, tức là giang mai dưới 2 năm ấy, điều trị penicillin, penicillin 2,4 triệu đơn vị và tiêm bắp liều duy nhất. Có một liều thôi. Mà cái hướng dẫn cũ là 2 liều đúng không ạ? Còn giang mai muộn thì tiêm có 3 tuần, 3 liều. Cái hướng dẫn cũ là 4 tuần liên tiếp. Và thời gian giữa 2 lần tiêm không quá 14 ngày. À, phác đồ thay thế thì đối với giang mai sớm thì người ta sẽ dùng benzatin, procaine penicillin 1,2 triệu đơn vị một lần một ngày, tiêm bắp trong 10 đến 14 ngày. Và nếu không có benzatin penicillin hoặc procaine penicillin thì chúng ta sẽ lựa chọn bằng doxycycline 200 đơn vị một ngày và dùng trong 14 ngày, hoặc là dùng ceftriaxone tiêm bắp 1 gram một ngày và dùng 10 đến 14 ngày, hoặc là dùng azithromycin liều duy nhất. Còn đối với giang mai muộn thì hoặc là giang mai kiểu không có xác định thời gian thì người ta sẽ cũng tiêm procaine penicillin, nhưng mà thay vì là 10 đến 14 ngày thì người ta dùng dài hơn là đến 20 ngày. Còn nếu dù không dùng được benzatin penicillin hoặc là procaine penicillin, tức là bệnh nhân có thể dị ứng hoặc là không có thuốc, thì người ta sẽ dùng doxycycline thì cái liều là 30 ngày thay vì là 14 ngày cho giang mai sớm. Thế còn chúng ta lưu ý là doxycycline thì chống chỉ định với phụ nữ mang thai. Thế và chúng ta sẽ đánh giá lại sau 1 tháng này, sau 3 tháng và mỗi 6 tháng. Và thông thường thì cái nó sẽ khi đáp ứng điều trị thì sẽ giảm 4 lần cái hiệu giá kháng thể của cái kháng thể không đặc hiệu ấy, giảm 4 lần sau 6 tháng. Đấy, và sau 1 đến 2 năm thì sẽ âm tính. Là chứng tỏ là đã khỏi bệnh rồi. Và đánh giá khỏi bệnh khi xét nghiệm phân mặc hiệu âm tính, hoặc là nó vẫn còn dương tính nhưng mà nó chỉ dương tính 1/1 cho đến 1/4, và trong 1 năm giờ nó không có tăng lên, mà không tăng lên thì coi như là khỏi. Và nếu không giảm sau 6 đến 12 tháng thì chúng ta sẽ gọi là cho một liều nữa, cho một liều lại, gọi là dù giang mai sớm hay giang mai muộn thì cũng dùng 3 tuần coi như là điều trị giang mai muộn lại. Đấy, và nếu mà nó tăng gấp 4 lần, cái xét nghiệm không đặc hiệu tăng gấp 4 lần thì đấy chứng tỏ là bị tái nhiễm, tái hoạt động, hoặc là tái hoạt động thì sẽ phải điều trị lại. Đây là một cái sơ đồ của WHO đưa ra và Bộ Y tế đã cập nhật, và trong hướng dẫn thì tôi cho là nó cũng là một cái rất là thực tế, bởi vì là rất là nhiều cơ sở thì không có điều kiện làm xét nghiệm. Thì cái test nhanh ở đây, chiến lược A là dùng cho tuyến phường xã đấy. Là chúng ta sẽ làm test nhanh. Test nhanh thì quá đơn giản phải không ạ? Tuyến phường xã thì làm xét nghiệm test nhanh tại chỗ, nếu dương tính thì điều trị luôn. Đấy. Thì cái này thì có nhược điểm là không phân biệt được giang mai chưa điều trị và tiền sử đã được điều trị giang mai đầy đủ hay chưa. Nhưng mà cái này chúng ta với phương châm là không bỏ sót bệnh nhân thì chúng ta sẽ điều trị luôn một mũi. Và nếu mà hỏi tiền sử thì tức là trong trường hợp là chúng ta không có điều kiện thì chúng ta thà nhầm một hơn bỏ sót, bởi vì là cái dùng thuốc ấy nó không đáng là thiệt hại về kinh tế cũng như là cái việc sử dụng thuốc nó rất là ít thôi, mà hiệu quả rất lớn cho bệnh nhân và cũng như là cho cộng đồng. Thế còn đối với tuyến huyện thì sẽ xét nghiệm RPR tại chỗ, nếu dương tính thì điều trị, nên xét nghiệm RPR dương tính thì điều trị, âm tính thì chúng ta theo dõi tiếp và theo dõi, và sau 3 tháng vẫn âm tính thì chúng ta loại, còn dương tính thì chúng ta điều trị. Thì cái xét nghiệm RPR này thì nó phức tạp hơn một chút, tức là nó cần về máy lắc, cần máy y tâm, rồi tủ bảo lạnh, tủ lạnh để bảo quản kit và nguồn đại điện để vận hành máy móc. Thì thực ra nó cũng khá là đơn giản thôi, cái RPR này có thể áp dụng được tuyến huyện, thậm chí tuyến xã nếu mà có điều kiện thì cũng làm, có thể làm được. Thế còn đối với tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh thì có thể là người ta sẽ làm test nhanh
Nếu mà âm tính thì chúng ta xem như không có bệnh và không cần điều trị, và chúng ta có thể là xét nghiệm theo dõi tiếp. Còn nếu dương tính thì sẽ điều trị ngay bằng một liều benzathine penicillin đã. Sau đó người ta sẽ xét nghiệm LPR. Nếu dương tính thì sẽ tiếp tục điều trị theo phác đồ, theo cái kiểu là cứ nếu mà giang mai muộn thì sẽ điều trị thi tiếp liều thứ hai thứ ba. Còn nếu mà giang mai mà chẩn đoán là giang mai sớm thì chỉ điều trị một liều thôi. Tức là âm tính thì sẽ không điều trị thêm nữa và điều trị một liều đấy thôi. Còn về vấn đề giang mai bẩm sinh và dự phòng lây truyền từ mẹ sang con thì chúng ta biết là cái gánh nặng do mắc và tử vong do giang mai thì rất là cao. Ở trên thế giới thì năm 2012 hiện tại thì chưa update được cái con số này. Thế nhưng mà 2012 thì đã có ước tính tới 350.000 tai biến sản khoa do giang mai. Và trong đó thì cái số con số này sẩy thai, thai lưu, rồi trẻ sơ sinh tử vong, rồi sinh non thiếu cân, rồi mắc giang mai bẩm sinh, chúng ta thấy một con số tính nếu mà tính trên toàn cầu thì rất là lớn. Và chủ yếu là do mẹ mắc giang mai mà không phát hiện ra trong quá trình mang thai. Hoặc là giang mai tiềm ẩn cũng gây ra biến chứng. Rồi tại khu vực Tây Thái Bình Dương thì người ta thống kê là nước Việt Nam chúng ta nằm trong khu vực Tây Thái Bình Dương theo phân loại của phân khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới, thì hàng năm chúng ta thấy là cái con số viêm gan B này rồi là nhiều nhất, rồi đến giang mai còn nhiễm hơn cả HIV đó. Lây truyền từ mẹ sang con thì do HIV thì được có cái chương trình thực hiện rất là tốt và có thuốc phòng hiệu quả, còn riêng giang mai thì chúng ta đang để sót rất là nhiều. Vì vậy cho nên là xu hướng là thế giới người ta cũng sẽ tập trung nghiên cứu cái bệnh giang mai nhiều hơn trước đây. Giang mai bẩm sinh thì chia hai loại là bẩm sinh sớm và muộn. Thì trong 2 năm đầu là bẩm sinh sớm, thường là xuất hiện trong 3 tháng đầu. Thì như lúc trước đã nói rồi là trẻ đẻ ra thì sẽ gầy gò, nhăn nheo, nhung cụ, rồi tuần hoàn bằng hệ vân, rồi tổn thương trên da giống như là mắc giang mai thời kỳ thứ hai. Đặc biệt là cái tổn thương bọng nước ở bàn tay bàn chân thì đấy là một cái rất là đặc trưng của giang mai hai. Đối với một đứa trẻ vừa sinh ra mà có cái tổn thương bọng nước bàn tay bàn chân thì chúng ta phải nghĩ ngay xem là đến cái tình huống là có phải giang mai hay không mà chúng ta kiểm tra. Còn có những các cái tình huống, các cái triệu chứng khác thì nó cũng khá là khó, ví dụ như là viêm xương sụn rồi chảy mũ nước mũi lẫn máu vân vân, thì nó cũng 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 khá là không đặc hiệu. Đấy, đây là cái trường hợp mà giang mai bẩm sinh sớm có cái tổn thương là bọng nước bàn tay và bàn chân, là chúng ta thấy là đứa trẻ trông nó không được bụ bẫm, nó bụng rất là to. Giang mai bẩm sinh muộn thì xuất hiện sau đẻ là 3 đến 4 năm hoặc là khi đã trưởng thành. Thì triệu chứng thì có tính chất như giang mai 3 như là viêm móng mắt, rồi thì nhức mắt, sợ ánh sáng ở một bên, sau cả hai bên có thể mù, rồi có thể to đầu gối, tràn dịch khớp gối. Rồi cái này là xuất hiện lúc 16 đến 20 tuổi, rồi điếc. Cái này thì quá là khó mà có thể là xác định nếu mà không có cái xét nghiệm. Đây là những cái trường hợp mà loét ở niêm mạc, rồi thì thủng vòm miệng do cái gôm của giang mai nó ở cái vòm cổ cái mà nó vỡ ra, nó gây thủng. Rồi răng răng nó bị khúc khuỷu, nó bị xô, nó gọi là răng hút sinh sơn, hút sinh sơn. Các biện pháp dự phòng thì nên xét nghiệm giang mai cho tất cả phụ nữ mang thai để phát hiện kịp thời và điều trị cho người mẹ. Đấy, và cái này thì rất là nhiều nơi không làm, và ở da liễu trung ương thì thỉnh thoảng gặp một số trường hợp là chuyển từ viện phụ sản xuống, thì lúc đấy là tư vấn xem là nên làm gì, bởi vì lúc đó là thai nó cũng đã to rồi. Thế và có nhiều trường hợp là chúng tôi gặp là lúc đó là rất là đáng tiếc là cái thai nó đã hỏng. Đấy, và đấy là chính là do mình không sàng lọc và chúng ta để ra một cái tình huống là thai nó bị có tổn thương và nó gọi là bị thai lưu hoặc là có thể đẻ non thiếu cân. Còn nếu mà mang thai được phát hiện sớm trong 3 tháng đầu của thai kỳ thì có thể ngăn ngăn ngừa lây cho con. Đấy, lúc đó là máu mẹ với máu con chưa tiếp xúc trực tiếp với nhau, cho nên là khi mà người mẹ được phát hiện ra thì được điều trị thì con sẽ không bị.
Thế còn kể cả trẻ sinh ra từ mẹ mắc giang mai thì có thể điều trị khỏi. Nếu mẹ được xét nghiệm ví dụ như là tháng thứ tư thứ năm rồi thì khi đó là có thể mà giang mai lây cho con, cho vào thai rồi, nhưng mà chúng ta phát hiện ra chúng ta điều trị thì con cũng khỏi. Cái chiến lược xét nghiệm thì cũng giống như là ở cái sơ đồ lúc trước là tôi đã nêu ra là những cái trường hợp mà xét nghiệm mà ở tuyến dưới, ở cái tuyến huyện, xã huyện mà không có điều kiện xét nghiệm thì chúng ta cũng sẽ xét nghiệm test nhanh dương tính là điều trị luôn. Đó. Thế còn tuyến cao hơn là làm RPR được, thì nếu RPR dương tính thì cũng điều trị luôn. Đấy, còn ở tuyến tỉnh hoặc tuyến huyện, tuyến cao hơn thì chúng ta sẽ xét nghiệm test nhanh dương tính thì tiêu điều trị liều đầu, và xét nghiệm RPR dương tính thì chúng ta sẽ, nếu dương tính thì chúng ta sẽ điều trị thì theo đúng phác đồ là giang mai sớm hoặc giang mai muộn. Còn ở tuyến trên hoặc tuyến trung ương thì chúng ta sẽ làm đầy đủ các xét nghiệm, chúng ta sẽ làm các xét nghiệm đặc hiệu, và khi mà có đầy đủ xét nghiệm đặc hiệu và không đặc hiệu thì chúng ta mới điều trị. Về nguyên tắc điều trị cho phụ nữ mang thai mà nhiễm giang mai thì phải điều trị sớm, đủ liều, đúng thời gian để ngăn ngừa lây truyền từ mẹ sang con, và điều trị cả bản tình để tránh tái nhiễm. Thì ở đây cái phác đồ điều trị giang mai cho người mẹ mang thai thì cũng giống hệt như là người bình thường vậy, mà chúng ta cũng chia ra là giang mai sớm và giang mai muộn. Thì cũng điều trị giang mai sớm thì bendamustine, penicillin là 2,4 triệu ở đơn vị, một liều duy nhất, còn giang mai muộn thì là 3 liều và cách nhau 1 tuần, mà 2 lần tiêm không cách nhau quá 4 tuần. Thế còn những cái phác đồ thay thế thì cũng giống, nhưng mà lưu ý ở đây là chúng ta sẽ không dùng doxycycline cho phụ nữ mang thai. Và ở đây một cái nữa là cái erythromycin, thì trong trường hợp mà bệnh nhân dị ứng mà không có thuốc và cũng như là bị dị ứng thuốc, thì dị ứng penicillin thì người ta sẽ dùng erythromycin. Erythromycin thì dùng uống 4 lần trong một ngày, tức là có 2 gram trong một ngày trong 30 ngày. Thì ở đây chúng ta lưu ý là cái phác đồ thay thế, ví dụ dùng azithromycin hoặc là erythromycin thì cái này nó không qua được nhau thai. Vì vậy cho nên là khi mà con đẻ ra thì chúng ta phải điều trị ngay đứa trẻ, điều trị ngay con. Vì penicillin thì nó cũng qua được nhau thai phải không ạ? Còn đây là quản lý một cái trường hợp mà trẻ sinh ra từ mẹ có huyết thanh giang mai dương tính, thì chúng ta sẽ khám phát hiện cái triệu chứng nghi ngờ của giang mai bẩm sinh ở trẻ. Thế và nếu có triệu chứng nghi ngờ và chẩn đoán giang mai bẩm sinh thì chúng ta sẽ điều trị giang mai, là chúng ta sẽ lựa chọn một trong cái phác đồ theo thứ tự ưu tiên, là tức là sẽ dùng benzin penicillin 100.000 đơn vị cho đến 150.000 đơn vị trong một ngày, tiêm tĩnh mạch trong 10 đến 15 ngày. Vì sao tiêm tĩnh mạch? Bởi vì là cái này ấy là cái mà nó đi tiêm nó cực kỳ là đau, và tiêm tĩnh mạch là cái thời gian bán hủy của nó rất là ngắn, cho nên là người ta dùng tiêm rất là nhiều lần, cho nên là sẽ dùng tĩnh mạch. Còn bromelain penicillin thì là tiêm bắp được, tiêm bắp thì nó cũng rất là đau. Thế vì vậy cho nên là những nơi mà không thể lấy ven được thì người ta sẽ mới tiêm bromelain penicillin. Thế còn ưu tiên dùng phác đồ là chúng ta tiêm tĩnh mạch. Đấy. Thế và đối với trường hợp trẻ không có triệu chứng bẩm sinh mà mẹ bị giang mai chưa được điều trị, hoặc là điều trị chưa đầy đủ theo cái phác đồ, hoặc là điều trị muộn, tức là khi mà người mẹ phát hiện ra giang mai thì nó đã gần đẻ, cách cái ngày đẻ của dưới 4 tuần, thì lúc đó là chúng ta dù có điều trị thì cũng không thể điều trị được cho con, thì không không đảm bảo chắc chắn là con không 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 bị. Vì vậy cho nên là khi người mẹ mà đẻ con trong tình huống đó thì chúng ta sẽ điều trị giang mai bẩm sinh luôn cho đứa trẻ. Hoặc là người mẹ được điều trị giang mai rồi, điều trị sớm nhưng mà không có phác đồ penicillin, bởi vì chúng ta biết là những cái thuốc khác thì nó không qua được nhau thai, vì vậy cho nên là không chắc chắn là đứa trẻ đã được điều trị ở trong bào thai. Thì vậy cho nên là chúng ta sẽ điều trị luôn. Còn trong trường hợp trẻ không có triệu chứng lâm sàng, giang mai bẩm sinh và mẹ được điều trị đầy đủ, và đặc biệt là điều trị theo phác đồ của WHO, tức là có penicillin, thì sẽ theo dõi đứa trẻ tuần thứ 6, thứ 10, 14 và 9 tháng sau sinh. Thì đấy là cái phần mà bệnh giang mai. Thì không biết là các bạn có muốn là có câu hỏi luôn hay là hết bài, các bạn cho ý kiến đi ạ. Hết cả cái bài biểu hiện giang niêm mạc thì lúc đó chúng ta trao đổi. Hay sao ạ? Bạn nào đại diện cho ý kiến đi ạ?
như không ai nghe bài sao nhỉ? Alo. Dạ ơi, Bây đã có giờ nghe cô ạ. mình Dạ cô làm tiếp xong rồi còn em tổng hợp câu hỏi với em vậy hỏi về cô cuối đời. ok. Thế thì tôi sẽ tiếp tục bài biểu hiện da và niêm mạc. Thì người ta sẽ phân các cái nhóm bệnh nhóm nhiễm trùng cơ hội, virus, vi khuẩn, rồi nấm vân vân. Nhưng đây tôi thì sẽ xếp theo cái tình huống là chúng ta hay gặp ấy. Thứ nhất là u mềm lây là do cái virus Mollusco contagiosum gây nên, chính là cái tên tên của bệnh cũng là cái tên của con virus đấy. Thì các bạn biết rồi đúng không? Tôi cũng chả phải nhắc lại làm gì, nó là những cái sẩn nó lõm ở giữa, sẩn gọi là sẩn hình cầu đấy, lõm ở giữa bóng. Thế và đối với nó có gì đặc biệt đối với người nhiễm HIV là thường là cái tổn thương nó lan tỏa kéo dài và lâu lành hơn so với người bình thường, và nó có thể rất là to. Và điều trị thì chẩn đoán là dựa vào triệu chứng lâm sàng thôi, cái này chẳng cần xét nghiệm gì. Cùng lắm là chúng ta có thể là lấy cái nhân đó chúng ta soi thì sẽ thấy những cái tiểu thể của virus Mollusco. Và cần chẩn đoán phân biệt với cái tổn thương do Penicillium Magnifique hoặc Cryptococcus, là những cái tổn thương nó cũng lõm ở giữa nhưng mà nó nhỏ hơn. Và nó ở đây thì đối với cái u mềm lây ấy thì thường ấy là tổn thương nó lõm ở giữa và nó bóng. Còn bệnh nhân thì trông có thể khỏe mạnh, thế còn đối với nhiễm nấm, hai loại nấm này thì nó là nấm hệ thống và nó lan tràn ra và nó có thể là có cái triệu chứng toàn thân, có thể ở phổi, ở não, vân vân, và bệnh nhân tình trạng rất là nặng. Thế còn về điều trị thì chúng ta biết rồi, đã như tơ lạnh rồi bôi kem chứa tenofovir hoặc là imiquimod hoặc có thể là các biện pháp khác. Nhưng mà ở đây thì đối với bệnh nhân HIVS thì người ta cũng không khuyến cáo là chúng ta sẽ nạo đâu, cậy và thường là cái này nó đáp ứng rất là tốt với điều trị ARV. Đây là những cái trường hợp mà bệnh nhân bị u mềm lây nó rất là lan tỏa. Chúng ta thấy cái ông này trông cái tổn thương nhìn xa xa còn giống như là cái u vàng đúng không? Ở đây là những cái tổn thương lan tỏa u mềm lây sinh dục. Đấy, còn đối với herpes zoster tức là zona ấy, thì đối với bệnh nhân HIV/AIDS thì nó thường là lâu khỏi và hay tái phát, có thể tái phát nhiều lần để tiêm lượng xấu, chứng tỏ là cái sức đề kháng nó quá quá là suy kiệt nên là có thể tái phát. Người người bình thường chỉ bị một lần trong đời thôi, và còn bệnh nhân zona thì thực ra bây giờ bệnh nhân HIV/AIDS được quản lý rất là tốt và có cái thuốc điều trị, cho nên là ít người bị nặng mà người ta sống chung sống hòa bình, gần như là thấy người ta là người lành mang virus, không có biểu hiện gì. Cho nên là cái zona hoặc là những cái tổn thương khác nó ít khi thấy như ở y văn, khi nó ít khi thấy như là chúng ta mô tả là nó bị hai bên rồi nó bị thế này thế kia. Nhưng mà những trường hợp mà HIV chưa phát hiện ra, chưa được phát hiện ra thì chúng ta thấy một cái biểu hiện mà zona nó bất thường thì chúng ta phải phải thử ngay HIV. Đấy. Thì tôi đã bắt trúng mấy trường hợp là zona nhưng mà lúc thử HIV thì dương tính, kể cả nấm cũng vậy, nấm Candida. Thì cái biểu hiện là nó bất thường, tức là nó không giống như là một cái zona thông thường. Ví dụ một anh thanh niên rất là khỏe mạnh mà bị zona mà nó sưng vù, sưng rất là nhiều, thế mà nó lan tỏa thì cái đó là chúng ta là cái dấu hiệu chỉ điểm đấy, chỉ điểm của HIV. Thế còn những người mà bị HIV rồi mà người ta có được điều trị thì người ta mắc zona thì có thể là nặng, có thể cũng như người bình thường vậy chứ không có gì khác. Thế ở đây thì cái về về cái mà biểu hiện là có thể bị nhiều dây thần kinh một lúc rồi có thể vượt qua đường trắng giữa loét hoại tử lâu lành hay tái phát, là đấy là những tổn thương mà bất thường trong trong cái HIV mà chưa được điều trị, hoặc là những cái trường hợp suy giảm miễn dịch nặng. Điều trị thì chúng ta cũng điều trị giống như là cái zona thông thường thôi, giống như người khỏe mạnh. Đây, chúng ta có dùng acyclovir mà trong trường hợp nặng thì có thể phải truyền tĩnh mạch. Đấy. Còn có thể dùng thay thế là famciclovir rồi valacyclovir rồi vân vân.
thì những cái bệnh nhân mà suy giảm miễn dịch thì người ta dự phòng khuyên là nên không nên tiếp xúc với những bệnh nhân thủy đậu, bệnh nhân zona, thì bởi vì nó sẽ kích hoạt cái virus varicella virus zoster kích hoạt lên. Còn những trường hợp tái phát trên bệnh nhân HIV/AIDS thì sẽ điều trị dự phòng kéo dài bằng aciclovir. Đây là cái tổn thương trên da zona của người nhiễm HIV, thì cái đây là nó hơi không bình thường, trông anh này rất là vạm vỡ đúng không, nhưng mà cái tổn thương nó loét sâu và nó có xuất huyết. Còn cái này thì nó cũng giống như người bình thường vậy. Còn nhiễm herpes simplex thì có thể là ở trên da niêm mạc, nhưng mà đối với bệnh nhân HIVS thì có thể là bị các cái vị trí khác nữa, ví dụ như là ở thực quản, ở phổi, ở não, ở thần kinh trung ương, và biểu hiện thì thường không điển hình và hay tái phát và nặng hơn những người nhiễm HIV là không nhiễm HIV. Thường có thể nó loét ra, nó có loét sâu và nó tái phát rất là nhiều và dai dẳng. Về điều trị thì cũng giống như người bình thường vậy thôi. Thế nhưng mà riêng đối với cái trường hợp nặng thì người ta sẽ phải truyền aciclovir. Đây là những trường hợp herpes simplex ở trên da, thì cũng thấy là bình thường là mình người khỏe mạnh bình thường là bị rất là ít thôi, và nó lành trong vòng 7 đến 10 ngày. Nhưng người nhiễm HIV thì nó sẽ bị lâu hơn và lâu lành và lan tỏa. Còn sùi màu gà thì ở đây thì tổn thương ở người nhiễm HIV thì sùi màu gà cao hơn và có thể lan rộng hơn, và bệnh dai dẳng và khó chữa và có thể nguy cơ ung thư cao hơn. Thế thì cái tổn thương này các bạn biết rồi phải không ạ? Còn ở nam giới, nó rất là hay gặp nam giới, gọi là đồng giới, thì cái tỷ lệ mà ung thư trực tràng ở nam giới thì tỷ lệ rất là nhiều ở những bệnh nhân mà quan hệ đồng giới có HIV, HPV. Còn về một cái bệnh chúng ta có thể gặp nữa đó là ghẻ thì có thể ghẻ thường giống như là những người bình thường của chúng ta, và ở những người mà HIV thì cái ghẻ Na Uy hay gặp hơn. Là ghẻ Na Uy thì nó trông nó có thể giống như vẩy nến, rồi giống các bệnh khác, và cái này thì rất là khó mà có thể chẩn đoán nếu chúng ta không nghĩ đến và chúng ta không điều tra dịch tễ. Thì ở đây thì thường là bệnh nhân bị vẩy là chính thôi, và trong cái vẩy này có rất là nhiều ghẻ, và bệnh nhân lúc này lại ngứa ít cơ chứ không phải ngứa nhiều về đêm. Và cái rất là quan trọng là có yếu tố dịch tễ, kiểu gì thì những người xung quanh cũng sẽ có ngứa. Đấy, và điều trị thì chúng ta sẽ dựa vào triệu chứng lâm sàng, soi tìm cái ghẻ, chẩn đoán soi tìm cái ghẻ, thì thông thường là cái ghẻ soi những cái vẩy thì nó sẽ thấy rất là nhiều ghẻ. Điều trị thì dùng permethrin là cái điều trị, rồi uống, rồi bôi, rồi điều trị cho những người trong gia đình, rồi vệ sinh, vân vân. Cái này là ghẻ bình thường đúng không ạ? Còn đây là ghẻ Na Uy, đây chúng ta thấy là nó khác biệt, chẳng giống cái ghẻ tí nào cả. Nó toàn chỉ là dày sừng thôi, vậy cho nên người ta gọi là ghẻ vẩy. Và khi chúng ta soi cái vẩy này lên thì có rất là nhiều ghẻ, trứng ghẻ, cái ghẻ. Một cái loại tổn thương nữa đó là phát ban sẩn ngứa, thì thường là cái này trông rất là giống sẩn cục phải không ạ? Đấy. Những cái này chẩn đoán rất là khó. Và triệu chứng lâm sàng điển hình mà nếu mà chúng ta không thử HIV thì chúng ta cũng khó mà có thể chẩn đoán được là cái này do HIV. Thế hoặc là khi chúng ta nhìn thấy một cái tổn thương nó cục nhiều như thế này thì chúng ta phải nghĩ ngay cái bệnh nhân này có thể có bất thường gì về miễn dịch hay không, thì chúng ta sẽ xét nghiệm. Nhưng mà hiện nay thì gặp không phải là nhiều đâu, bởi vì là thực ra là bệnh nhân, như tôi nói là cái bệnh nhân HIV của chúng ta được quản lý và được dùng thuốc rất là tốt, vì vậy cho nên là khi mà có tổn thương thì nó sẽ đáp ứng tốt với điều trị ARV, vì vậy cho nên là trên lâm sàng chúng ta không gặp những trường hợp này nhiều. Và đợt trước thì tôi có đi làm việc với, có đi giảng cho các cái cán bộ mà y tế phụ trách các trại giam ấy, thì người ta cũng, các cái trại người ta có rất là nhiều bệnh nhân HIV, mà ngày xưa thì rất nhiều trường hợp có tổn thương da, nhưng bây giờ thì rất hiếm, bởi vì đa số bệnh nhân được cung cấp rất là đủ thuốc, thế và da rẻ của họ cũng ít vấn đề. Mà phát ban ra thuốc tức là dị ứng thuốc đấy, thì cái nguy cơ dị ứng của người nhiễm HIV cao hơn so với người bình thường từ 2 đến 10 lần.
do nó thay đổi miễn dịch. Thế biểu hiện lâm sàng thì có thể bằng rất là nhiều cái thể khác nhau, thể ban đỏ rồi có thể phỏng nước rồi đỏ da toàn thân rồi niêm mạc vân vân, rồi thậm chí là hội chứng van Johnson, và thường là có tiền sử dị ứng với kháng sinh cotrimoxazole. Bởi vì trong cái điều trị HIV/AIDS thì người ta hay sử dụng cái cotrimoxazole cho các nhiễm trùng cơ hội, hoặc là dùng ARV hoặc là nevirapine, thì là những thuốc mà điều trị HIV thì có thể là dị ứng, chẩn đoán dựa vào lâm sàng vân vân, thì chúng ta sẽ xử lý theo cái phác đồ chung thôi để điều trị dị ứng. Đây là cái trường hợp bệnh nhân bị HIV và điều trị bằng nevirapine thì nó gây ra phản ứng dị ứng thể ban đỏ. Đây cũng vậy là trường hợp dị ứng thể ban đỏ. Đây hội chứng Lyon do sử dụng ARV. Rồi đỏ da toàn thân sau sử dụng ARV. Đấy thì là cái biểu hiện thì nó cũng giống như là người bình thường. Và bệnh viêm nang lông tăng bạch cầu ái toan. Thì thực ra cái này chúng ta chẩn đoán khá là khó. Như chúng ta nhìn thì nó rất là giống một cái viêm nang lông thông thường hoặc là trứng cá. Thì ở đây thì thường là cái đặc điểm của nó là nó rất là ngứa. Rất là ngứa. Thế và trên bệnh nhân có HIV thì điều trị là sẽ dùng corticoid tại chỗ, rồi dùng kháng histamine, và chúng ta dùng itraconazole, và cái này nó cũng sẽ cải thiện với điều trị ARV. Đây là những trường hợp mà viêm nang lông tăng bạch cầu ái toan. Thì nó rất là dễ giống, rất là lẫn với các cái bệnh trứng cá và viêm nang lông thông thường. Thế còn một cái nữa là viêm da dầu. Viêm da dầu thì người bình thường chúng ta cũng có thể gặp, mà nhưng mà đối với bệnh nhân HIVS thì thường là cái viêm da dầu nó nặng hơn. Nó nặng hơn mà nó đỏ nhiều hơn. Đấy, và nó dai dẳng hơn. Thì cái vị trí rất là điển hình chúng ta biết rồi phải không ạ? Và chẩn đoán thì dựa vào lâm sàng điển hình, rồi điều trị cũng giống như người bình thường vậy thôi. Còn cái bạch sản lông ở miệng thì cái này thì nó lại rất là đặc trưng ở trong HIV. Đấy, nhưng cái này thì nó giống với lại một là lichen phẳng phải không ạ? Hai nữa là cái nấm Candida. Nhưng Candida thì khi chúng ta cạo cái này thì sẽ bong và có thể có cái tổn thương ở các cái phần niêm mạc nữa chứ không chỉ ở lưỡi. Thế còn lichen phẳng thì cũng vậy, nó cũng khá là giống. Nhưng mà đối với bệnh nhân HIVS thì cái này nó chẳng gây ra triệu chứng gì cả. Nó không có ngứa mà nó không có đau. Nó chỉ có là trông nó dị, cho nên bệnh nhân người ta rất là mặc cảm. Khi nói mà lưỡi cứ trắng phớ ra. Thế thì cái này thì thường là cũng không cần xử trí gì, và người ta sử dụng cái thuốc ARV chống điều trị HIV thì nó đã khỏi rồi. Khô da là cũng hay gặp. Khô da thì đặc biệt là cái khô da ở trong HIV thì nó lại cũng rất đáp ứng rất là tốt với điều trị ARV. Nấm Candida thì chúng ta nhìn thấy đây là một cái trường hợp là người lớn mà cái tổn thương nó rất là nhiều. Thế mà nó trông giống như là tưa, gọi là tưa đấy. Thì một người lớn mà bị tổn thương như này chúng ta phải thử ngay HIV. Và tôi đã gặp trường hợp mà như thế. Về lý thuyết chúng ta thấy là chúng ta biết là cái nấm Candida nó là vi hệ đúng không ạ? Khi mà chúng ta soi tại vùng niêm mạc miệng cũng như là sinh dục, chúng ta thấy vài cái bào tử nấm thì nó không phải là cái để chúng ta điều trị, và đấy là có thể có. Nhưng mà đối với người lớn khỏe mạnh bình thường thì nếu mà có cái tổn thương nấm ở cái vùng miệng như thế này thì đấy là thể hiện cái sức đề kháng nó kém. Thường là Candida chúng ta chỉ gặp ở trẻ con, ở miệng, tư lưỡi, hoặc là những người già bị móm mém thì cái môi trường nó thuận lợi cho cái nấm nó phát triển. Thế còn người khỏe mạnh bình thường là không có. Khi có thì đấy là dấu hiệu chỉ điểm của HIV. Và tương tự như vậy là nấm âm đạo thì nó cũng đối với những người mà nhiễm HIV thì cái biểu hiện nó rầm rộ hơn và nó tái phát nhiều hơn. Còn nhiễm nấm sâu là Penicillium magnifei thì chúng thấy cái tổn thương nó rất là giống u mềm lây, nhưng ở đây thì nó dày đặc hơn và nó có thể là bệnh nhân những cái trường hợp này thì thường là cái TCD4 nó dưới 200, nó suy giảm miễn dịch rất là nặng và nó có thể gây nhiễm trùng toàn thân, và có thể là bệnh nhân thô sốt rồi thiếu máu rồi ho, xương hạch, rồi gan lách to vân vân.
Và cái tổn thương này nó không phải giống như là u mềm lây là nó lõm ở giữa mà nó căng bóng, mà có thể những cái lõm ở giữa nó hoại tử. Đấy, và có thể là bị ở những vị trí khác rất là nhiều. Điều trị thì người ta sẽ điều trị là amphotericin B truyền tĩnh mạch mà kết hợp với, hoặc là người ta dùng itraconazole. Đấy. Rồi điều trị phối hợp thì có thể là điều trị amphotericin B. Thế là cái này thì nó cũng là chúng ta biết được thôi. Bởi vì là những cái bệnh nhân mà HIV/AIDS thì thường thường là cái bên bên chương trình S người ta quản lý. Còn khi mà người ta muốn tư vấn bác sĩ da liễu thì chúng ta cũng hiểu được là thế này phải điều trị lâu và thường là điều trị duy trì. Đấy, điều trị thậm chí là suốt đời. Đấy. Và có thể ngừng khi mà bệnh nhân điều trị ARV có TCD4 nó tăng lên, tức là sức đề kháng nó tăng lên. Và dự phòng thì nó là không có dự phòng tiên phát, không dự phòng được, chỉ dự phòng tái phát thôi. Thì có thể là dùng itraconazole và có thể dùng duy trì. Nhiễm nấm Cryptococcus thì chúng ta thấy là nó cũng có biểu hiện ngoài da, nhưng đa số những cái nấm này nó biểu hiện nội tạng là chính. Còn ngoài da thì nó có những tổn thương như thế này, giống u mềm lây hoặc trứng cá hoại tử, hoặc thậm chí những cái u nó loét ra tạo những đường giò. Thế còn đa số là nó biểu hiện trong hệ thống, ví dụ nó có thể là biểu hiện ở gan thận, phổi. Về điều trị thì người ta sẽ dùng amphotericin B, này có thể là dùng fluconazole hoặc là itraconazole vân vân. Thì khi mà cái sức đề kháng của cơ thể tốt lên, cái TCD4 tăng lên thì người ta có thể điều trị. Còn một cái nữa là sắc cung Kabuji, thì cái này ấy thì là thường là chúng ta trước đây thỉnh thoảng có gặp ấy. Nhưng mà vì như tôi nói là bệnh nhân HIV được quản lý rất là tốt, cho nên là hầu như lâu lắm thì không gặp, và cả chục năm hơn chục năm nay không thấy. Trước thỉnh thoảng có, nhưng mà chúng ta nhìn, khi mà nhìn đến thì cái biểu hiện của nó, chúng ta dựa vào cái màu của nó này, màu của nó màu tím ấy, là cái màu cực kỳ là đặc trưng đấy. Đấy, thì khi mà có cái tổn thương như này thì chúng ta có thể là chúng ta tinh thiết phát hiện ra. Thế và cái này đáp ứng rất là tốt với ARV. Đấy là toàn bộ cái phần mà tôi muốn truyền tải đến các bạn. Thì trong hai cái bài này có lẽ là các bạn sẽ có câu hỏi gì, bạn cứ đặt câu hỏi. Và nếu câu hỏi nào trùng nhau thì các bạn có thể trùng nhau thì tôi chỉ giải thích một lần thôi. Thì các bạn cho câu hỏi đi ạ. Có trao đổi gì không? Có thấy chỗ nào khó hiểu, chỗ nào cần phải làm rõ hơn? Thì chúng ta có lẽ có 10 phút nhỉ? 10 phút để trao đổi. Bạn nào ngại thì đánh vào cái chat box này. Hình như rõ quá rồi đúng không? Cô cho em hỏi một câu ạ. Dạ. Vâng, em xin hỏi là với trường hợp bệnh Giang Mai sau điều trị mà xét nghiệm RPR về âm tính và TPA thì vẫn dương tính, thế khi nào thì ở với nồng độ huyết thanh dương tính của TPA bao nhiêu thì cần phải nghi ngờ là bệnh còn là vẫn còn bệnh, hoặc là ở với nồng độ nào thì có thể nghĩ đến xét huyết thanh ạ? Lúc nãy giờ bạn không nghe sao? Xét nghiệm không đặc hiệu, người ta dùng để theo dõi đây, dùng để theo dõi điều trị, hiệu giá giảm dần nếu điều trị thành công, thì của bạn đã âm tính rồi, thì là khỏi bệnh rồi. Còn cái TPHA thì có thể dương tính suốt đời, có thể dương tính suốt đời, và cái đó người ta không dùng để gọi là theo dõi. Đó. Đây cái ở trên đây. Còn trong trường hợp của bạn là RPR âm tính thì như vậy là khỏi bệnh rồi. Đây, TPH đặc hiệu đây là dương tính suốt đời đến 85% cơ mà.
người ta không dùng để đánh giá mức độ hoạt động. Để tự sâu lại, bạn nhìn thấy cái ấy chưa nhỉ? Không, chưa xem màn hình cái sao nhỉ? Có thấy chưa? Có thấy không? Đấy, nhé, dương tính nhé, lưu ý nhé. RPR âm tính thì chúng ta đánh giá là khỏi bệnh rồi. Ví dụ như lúc trước là bạn ấy, bệnh nhân mà tỷ cái hiệu giá kháng thể của RPR rất là cao. Sau điều trị thì nó giảm dần và về âm tính thì coi như khỏi bệnh rồi. Đây, khỏi bệnh khi... Đâu? Cho bạn xem lại. Đây, khỏi bệnh khi, có khi tôi phải có bệnh đây, khỏi bệnh nhá, khi xét nghiệm không đạt hiệu, tức là RPR âm tính sau điều trị. Xét nghiệm không đạt hiệu đấy, âm tính. Mà nên đạt âm tính là 1 trên 1 hoặc là 1 trên 1 phần 4 duy trì, hoặc là đạt âm tính, hoặc là âm tính, hoặc là vẫn còn dương tính, nhưng mà dương tính 1, chỉ dương tính không thôi, pha loãng rồi là hết luôn. Hoặc là pha loãng 2 lần là nó hết. Và duy trì trong 1 năm thì đấy là khỏi bệnh rồi. Đúng không ạ? Đấy, vâng. Thì trường hợp bạn rất là đơn giản, coi như khỏi bệnh rồi nhá. Vâng ạ. Còn ai chưa rõ không ạ? Chỗ nào chưa rõ? Thì chúng ta đánh giá lại, bạn lưu ý là sẽ phải là xét nghiệm cùng một labo, cùng một cái thước đo đấy. À, chứ không phải là chỗ này xét nghiệm dương tính 1 phần 2 chẳng hạn, chỗ khác là 1 phần 4 thì chết rồi, tăng mấy lần. Đấy. Hoặc là thành 1 phần 8 chẳng hạn, rồi tăng 3, 2 lần, 4 lần, 3 lần. Đấy. Thì như vậy là nó không chuẩn. Và thường là phải tăng 4 lần cơ. Đấy, tăng 4 lần so với cái lần trước đó. Thì người ta cân nhắc lại xem có phải thứ nhất là tái hoạt tính, hay là bệnh nhân tái nhiễm. Thì lúc đấy mình cân nhắc điều trị. Còn ai hỏi gì nữa không? À, thưa cô cho em hỏi ạ. Dạ thưa cô, là tại sao là tức là từ giai đoạn năm thứ 3 trở đi ạ, thì cái khả năng lây của cái vi khuẩn giang mai thì lại yếu đi ạ? À, đấy là cái phản ứng tự nhiên của cơ thể, và cái giang mai lúc đấy nó xâm nhập sâu vào trong cái cơ quan tổ chức, thì bao giờ một cái quy luật của một cái nhiễm khuẩn bao giờ nó cũng sẽ có một cái thời điểm đỉnh điểm, sau đó nó giảm đi, đúng không? Thì cái này nó cũng theo cái quy luật đấy, và nó cư trú vào cái tổ chức. Và lúc đó là trong máu nó không có sóng khuẩn giang mai nữa. Và cái tổn thương bên bề mặt nó không có nữa thì cái khả năng lây nó ít hơn. Rất là ít lây. Và thậm chí người ta nói là không lây. Không lây thì nó hơi cực đoan quá, nhưng mà nó ít lây. Đấy. Mà nó gây cái nguy hiểm cho bệnh nhân và những biến chứng phá hủy cơ quan tổ chức. Có ai hỏi gì nữa không? Chắc là rõ rồi đúng không? Cái bài này thì tôi nghĩ là các bạn cứ học nó đơn giản vậy thôi. Mà thực ra trong sách tài liệu nước ngoài người ta nói là primary syphilis là giang mai sơ phát hoặc giang mai thời kỳ 1 đấy. Secondary là giang mai thời kỳ 2. Chứ còn nói là sơ phát xong kín xong tái phát nó không có những cái ấy như vậy. Có lẽ là tôi đang nghĩ là có thể là mình hiểu nó chưa được đúng lắm. Nó chỉ giang mai giai đoạn đầu tiên ấy, sau giang mai 2 rồi đến lúc mà giang mai kín. Đấy, kín xong bắt đầu là nó mới âm thầm, nó mới ẩn vào trong và nó thành giang mai 3. À, kín thì có kín sớm là trước 2 năm, mà kín muộn là sau 2 năm. Thế là nó rất là đơn giản như vậy. Chứ không phải là sang mai sơ phát, xong kín, xong tái phát. Nhưng làm sao mình biết lúc nào là tái phát?
nó không phải là, nếu mà tái phát tiếng Anh nó phải là relapse hoặc recurrence, đây nó chỉ là secondary, tức là cái giai đoạn 2 đó. Thì nghĩa là cái biểu hiện của giang mai 2 thì nó có đầy đủ các cái tính chất đấy. Tính chất giang mai 2 là nó có sẩn rồi mảng niêm mạc rồi thì các loại tổn thương rất là đa dạng, đào ban vân vân các thứ đấy. Thế còn kín là không thấy gì, giang mai tiềm ẩn kín không thấy gì. Dưới 2 năm ví dụ như có trường hợp thì chúng ta biết chắc chắn, chắc chắn tại vì tôi đã có trường hợp là thử bệnh nhân thử huyết thanh dương tính, chẩn đoán là giang mai huyết thanh rất là cao, cái RPR đến TPSA dương tính rất là cao mà bệnh nhân hoàn toàn không biết là mình đã mắc. Thì lúc đấy là mình phải quyết định là điều trị một mũi hay là điều trị ba mũi. Thế thì lúc đấy mình mới hỏi tiền sử, thì tiền sử thì thực ra là nhiều khi họ cũng không nhớ được đâu. Thế thì cái con cái anh này anh ấy bị như vậy thì anh là con quan hệ đồng giới, thì anh nói là anh ấy mới đi hiến máu cái lần trước cách đây mấy tháng, em đi hiến máu em cũng thử hết rồi âm tính không có gì cả. Thế sau hỏi nữa thì cái quan hệ đồng giới thì nó cũng mới xuất hiện gần đây, thì lúc đó mình biết rõ chắc chắn là gần đây là mới thay đổi bạn tình. Thế còn trước đấy thì cũng có rồi nhưng mà cũng đã đi từng hiến máu không có gì cả. Thế thì lúc đó mình xác định là ừ anh này ra mai kín đấy, nhưng mà kín sớm. Thì mình xác định rõ là cái thời điểm hiến máu của ông cách đây là 6 tháng là ông đã xét nghiệm rồi không có gì. Thì lúc đó ta quyết định điều trị một mũi thôi. Đấy còn những trường hợp mà họ bảo không biết chịu, chả biết là mắc từ khi nào bao giờ, thì lúc đấy là ta phải điều trị 3 mũi. Em thưa cô ạ, cô cho em xin hỏi một câu hỏi ạ. Vâng, cô có trường hợp là bệnh nhân giang mai sau khi điều trị 6 tháng sau xét nghiệm lại RPR và TRPR thì đã là âm tính và TBHA thì đã về đến 1/1360 gọi 1320 hay là đấy. Thế nhưng mà sau em lại hẹn bệnh nhân là sau 6 tháng sau bệnh nhân lại vẫn phải quay lại kiểm tra lại. Thì cái RPR của bệnh nhân vẫn là âm tính nhưng mà TPHA cái kháng hiệu giá kháng thể lại tăng lên gọi. Tăng lên nó không ý nghĩa gì mà anh cứ bám sát vào cái đã giảm đấy. RPR. Vâng, nhưng mà tăng lên rồi sao? Phải là 4 lần tăng, mình mới điều trị lại hay như nào cô? Tăng 4 lần nhưng mà 4 lần đấy mình phải xét nghiệm lại. Mình phải xem là 4 lần là người ta theo dõi cái RPR. Người ta chỉ dựa vào RPR, còn cái TPSA có thể dương tính suốt đời. Và mình xem thứ nhất ý là cái xét nghiệm đã chuẩn chưa, có cùng một labo hay không, cùng phương pháp hay không. Đấy, thì nếu nghi ngờ như vậy thì cùng một labo ạ, cùng một labo, cùng một phương pháp làm TPSA. Thì em muốn hỏi cô là khi mà cái kháng thể đấy nó tăng lên như thế tăng thì có thể lần? Tăng lên đến 4 lần thì mình sẽ thì mình mới điều trị lại hay như nào cô? Mình không ạ. Không điều trị. Vâng, mình chỉ theo dõi RPR thôi. RPR thôi. Dạ, vâng. Và em muốn hỏi là vì khi tăng lên như thế thì khi mà quan hệ lại thì mình có sợ cái nguy cơ là nhiễm lại không cô? Là bị lây cho người khác không cô? Lây cho người khác mà mình đánh giá nó khỏi bệnh rồi mà. Cái đó huyết thanh dương tính giả mà. Những bệnh nhân mà đi, nhất là nhiều bệnh nhân đi nước ngoài ấy. Là sao cho em âm tính thì em đi, mà không, nếu mà họ chỉ dựa vào cái này họ phán xét thì không đi được, tại vì dạ. Nó còn âm tính còn lâu và cái những trường hợp mà dương tính như em nói là TPHA dương tính lên đấy thì nó rất là khó mà có thể là âm tính. Nghĩa là một, thứ hai nữa là cái dương, nếu mà dương tính mà hiệu giá kháng thể nó cao rồi, nó tăng gấp 4 lần thì hiếm thấy trường hợp như vậy đó. Hầu như không thấy đâu. Chỉ có trường hợp ví dụ nó tăng lên một lần mà thôi, tức là khi mà em làm labo thì em sẽ thấy là nó ví dụ đang mở cái giọt này thì anh đã tính là 1/64 chẳng hạn, anh pha lại một lần nó tăng lên gấp đôi thành 1/128, nó tăng ngay bằng đấy rồi thì mình nhìn thì con số to quá mình sợ, nhưng thực ra nó chỉ là 1/1000 pha loãng thôi, một cái giọt. Vâng, nghĩa là mình thể như thế là không có ý nghĩa đúng không cô? Đúng rồi, không có ý nghĩa. Chỉ cần theo, vâng, chỉ theo dõi. Vâng ạ. Vâng, em cảm ơn cô ạ. Dạ, vâng ạ.
Thế có lẽ là mọi người cũng hay lăn tăn ở cái chỗ đó, cho nên mình muốn khẳng định là lần nữa các bạn cứ, nếu mà có theo dõi RPR thì các bạn cứ là dựa vào cái RPR đấy để theo dõi cái kết quả điều trị và cũng như là điều trị lại. Cứ tăng 4 lần lên thì điều trị tiếp, thì bắt đầu mới điều trị, bắt điều đầu lại một lần. Lúc đấy là tăng 4 lần lên thì tái hoạt tính lại như vậy, hoặc là tái nhiễm lại, thì chúng ta sẽ điều trị 3 mũi chứ không phải là điều trị 1 mũi. Đối với bất cứ lần sớm hay muộn chúng ta điều trị 3 mũi. Thế còn nếu nó chỉ tăng lên 2 lần thì chúng ta cứ theo dõi thôi. Đấy. Tăng cái từ 4 lần trở lên thì lúc đấy nó mới có ý nghĩa. Và nhớ là phải cùng một labo, cùng một cái phương pháp. Đấy. Chứ còn cái TPHA thì nó chỉ để chúng ta confirm xem là bệnh nhân đúng là bị giang mai, chỉ có tác dụng là khẳng định cái chẩn đoán thôi. Đấy, còn những trường hợp ERP dương tính thì đầy, thế mà dương tính xong TPHA âm tính thì chúng ta loại chúng ta không chẩn đoán đấy là giang mai cái thời điểm đó. Còn nếu bệnh nhân có nguy cơ, vẫn có nguy cơ, có hành vi nguy cơ thì chúng ta theo dõi, chúng ta làm lại. Làm lại sau đấy, như kia nói là một sau 3 tháng mà âm tính thì chúng ta không điều trị gì cả. Hoặc là những bệnh nhân lupus, các bệnh mà hệ thống ấy, thì người ta cũng có tăng những cái kháng thể không đặc hiệu đấy, thì phản ứng BV rồi RPR cũng dương tính đấy. Không dương tính thì lúc đấy mình điều trị giang mai. Không phải lúc đấy, thứ nhất là chúng ta sẽ phải làm TPHA phản ứng đặc hiệu. Đấy, hoặc là chúng ta xem cái phản ứng của nó, khi mà ai đã quan sát các cái phản ứng này rồi thì chúng ta thấy là đối với những cái trường hợp mà dương tính giả, gọi là dương tính giả đấy, trong mai dương tính giả như là trong bệnh hệ thống thì thường nó dương tính với cái hiệu giá kháng thể rất là thấp và dương tính yếu, và dùng các tinh ít vài bữa là nó hết. Thế thì đấy là dương tính giả. Còn có điều kiện thì là xét nghiệm TPHA thì nó sẽ khẳng định là âm tính. Đấy, còn những cái bệnh nhân mà lúc phút bao đỏ hệ thống mà chúng ta hoặc là xương cứng bì, hoặc là các cái bệnh tự miễn khác ấy, mà chúng ta thấy là RPR dương tính thì đừng có vội hốt hoảng mà đi điều trị cho bệnh nhân đâu. Đấy, chúng ta từ từ bình tĩnh. Còn đây cái những cái chiến lược sàng lọc ở tuyến dưới là đấy là cho những người bình thường. Ví dụ dương tính thì điều trị ngay để khỏi, gọi là khỏi mất bệnh nhân, bởi vì nhiều trường hợp là bệnh nhân người ta đi mất, thì lúc đấy là mình để gọi là để sót, bỏ sót bệnh nhân, mà bệnh nhân này những trường hợp đấy thì nó tiếp tục lây lan cho cộng đồng và nó gây biến chứng cho bệnh nhân. Thì cái đấy là cái giá trị của cái việc là tôi cho là mấy cái sơ đồ này thì đúng là chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới, người ta họp rất là nhiều người trên thế giới khác nhau, và người ta đưa ra những cái mà nó có thể phù hợp với bất cứ cái tuyến nào mà tính lợi ích và nguy cơ. Vì vậy cho nên là những cái hướng dẫn họ đưa ra thì nó rất là hữu ích ấy. Hữu ích cho từng tuyến một, chứ không phải ôi cái này sao mà chẩn đoán thế được, nhưng mà trong cái điều kiện anh ở tuyến xã, tuyến phường mà anh không có cái xét nghiệm gì, không có cái, hoặc chúng ta ở thành phố thì chúng ta thấy tiếp cận y tế rất là dễ, nhưng ở những nơi xa xôi hẻo lánh chẳng hạn đấy, mà thấy như vậy thì chúng ta phải điều trị ngay, chứ không thể đợi là ôi tôi phải có xét nghiệm này kia thì tôi mới chữa. Bởi vì cái lợi ích của cái việc mà tiêm có một cái mũi đấy so với cái nguy cơ mà tiêm một mũi đấy thì nó quá là lớn so với cái nguy cơ đấy. Cho nên là cái việc mà những cái phác đồ, những cái sơ đồ như này thì tôi thấy là rất là giá trị. Em thưa cô, em có một câu hỏi nữa ạ. Và em xin hỏi một câu cuối cùng ạ. Với bệnh nhân mà bắt đầu đến mình mới phát hiện thì đã RPR là dương tính và TPHA là dương tính, thì mình sẽ không có biểu hiện gì thì mình sẽ điều trị luôn, tiêm luôn theo phác đồ, nghĩa là 3 mũi phải không cô? À không, thì bây giờ tôi hỏi là bây giờ em bạn phải phân xem là kín sớm hay kín muộn, hiểu không? Bạn kín sớm hay kín muộn, bạn thấy dương tính bạn hỏi, như tình huống mà tôi kể chuyện đấy là ví dụ như anh này, anh biết cái mốc thời gian nào lần đấy là em đã xét nghiệm em không có bị làm sao cả, em mới được hiến máu, thì cái lần đấy là anh ấy chưa bị bệnh, thì lúc đấy tính đến lúc bị là mấy tháng rồi, lúc đó là tôi sẽ quyết định là điều trị một mũi thôi, bởi vì anh muốn là ra mai sớm. Thế còn cái trường hợp của bạn, nếu mà bạn phải hỏi, nếu bạn hỏi người ta không biết là bị từ khi nào, bị từ bao giờ, thì lúc đấy ba mũi
Vâng, mới cái trường hợp ý em là mới trường hợp là họ không biết đấy ạ. Biết thì ba mũi liền. Dạ, ba mũi. Vâng, vâng. Dạ, vâng ạ. Vâng, vâng. Vâng, em tổng cho. Mọi người chỉ căn ăn là cái chỗ đấy thôi, vì cái bệnh lận chuẩn đoán mà cứ bám vào cái là cứ LPL tôi theo dõi điều trị, tôi theo dõi cái đấy. Chứ còn TPH tôi cũng quên nó đi. Lúc chẩn đoán xác định là dương tính rồi thì sau đấy thôi chả xét nghiệm cái đấy làm gì. Để mà cho nó rứt đầu. Tôi xét nghiệm LPL thôi. Tôi theo dõi cái đấy thôi. Đấy. Vâng. Vâng, chúng em cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cả lớp nha. Chào mọi người.